truyền thuyết được sử dụng nhiều nhất, kể về ông Hoàng Bảy như sau. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, Bảo Hà có một vị trí quan trọng, phòng thủ biên giới, là cửa trạm của phòng tuyến sông Hồng, phía Tây Bắc. Từ đời nhà Trần đã đặt hai cửa trấn ải, là cửa quan Bảo Thắng và Bảo Hà, trong đó Bảo Hà là hậu cứ của Bảo Thắng. Tại đây có đài hỏa hiệu, trạm liên lạc thông tin cho các châu huyện phía dưới. Giữa niên hiệu Cảnh Hưng, Bảo Hà là trung tâm, châu Văn Bàn. Trong thời Cảnh Hưng 1740-1786, bọn giặc phương Bắc thường hay tràn sang quấy nhiễu, cướp bóc. Xã Khấu Bàn, châu Văn Bàn đã phải xây dựng các thành lũy, chống giặc. Trước cảnh đau thương, tang tóc, lại có nguy cơ bị xâm lược, tướng Nguyễn Hoàng Bảy được triều đình giao trọng trách, khởi binh dẹp loạn vùng biên ải. Đội quân của ông tiến dọc sông Hồng, đánh đuổi quân giặc, giải phóng châu Văn Bàn và củng cố xây dựng Bảo Hà thành căn cứ lớn. Tại đây, danh tướng đã tổ chức các thổ ti, tù trưởng luyện tập binh sĩ. Sau đó thống lĩnh quân thủy và quân bộ tiến đánh giặc ở Lào Cai, giải phóng các châu thuộc phủ Quy Hóa, Yên Bái, Lào Cai ngày nay. Quân giặc phương Bắc do tên tướng Tả Tủ Vàng Pẹt đưa quân sang xâm lược bờ cõi, danh tướng Hoàng Bảy lại dẫn quân lên tham chiến. Song do trận chiến không cân sức, ông đã anh dũng hy sinh. Giặc vứt xác ông xuống sông Hồng và trôi đến Bảo Hà. Nhân dân trong vùng do ông Lư Văn Củ đứng ra tổ chức vớt xác ông lên, chôn cất và lập miếu thờ. Để ghi nhớ công lao của ông, các vua triều Nguyễn như Minh Mệnh, Thiệu Trị đã ban sắc phong tặng ông danh hiệu Trấn An Hiển Liệt, và đền thờ ông cũng được các vua triều Nguyễn cấp sắc phong là Thần Vệ Quốc. Còn đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Giao thì tôn thờ ông là vị nhân thần. Ông đi vào cõi tâm linh các dân tộc và hiện thân trong các lễ hội xuống đồng vào ngày thìn tháng riêng. Nhắc đến ông Hoàng Bảy thì ai cũng nghĩ ngay đến những cuộc lên đồng thú vị. Giá đồng, dù là nam hay nữ thì cũng đều biết hút thuốc hoặc uống rượu, ca hát ngất trời. Trong suy nghĩ của nhiều người thì ông Hoàng Bảy là một vị tướng nhưng sành ăn chơi phải biết. Khi hỏi kỹ về ông Hoàng Bảy thì một số cán bộ quản lý di tích đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai cũng thú thật rằng chưa thể khẳng định được ông Hoàng Bảy là ai, quê quán ở đâu, năm sinh năm mất thế nào cũng không chắc chắn vì không có ghi chép gì ngoài những truyền thuyết, huyền thoại. Mặc dù vậy, hàng năm vào ngày 17 tháng 7, ban quản lý và chính quyền địa phương vẫn tổ chức dỗ ông Hoàng Bảy, cùng với đó là khai hội. Lễ cúng ông Hoàng Bảy đã có từ lâu nên xưa làm thế nào thì giờ ban tổ chức vẫn cứ làm thế. Tìm hiểu thêm thì thấy có khá nhiều dị bản về ông Hoàng Bảy. Dị bản sau đây cũng kể về ông Hoàng Bảy ở đền Bảo Hà. Không rõ có từ khi nào ông Hoàng Bảy là con đức vua cha. Theo lệnh vua, ông giáng phàm trần, trở thành con trai thứ 7 trong tộc họ Nguyễn, cuối thời Lê. Ông được cử lên Văn Bàn đánh giặc, ông bị giặc bắt, chúng tra khảo, sát hại rồi vứt thi thể xuống sông. Kỳ lạ thay, di quan của ông trôi dọc sông Hồng đến phà Trái Hút, Bảo Hà, Lào Cai thì dừng lại. Còn một điều kỳ lạ nữa là khi ông bị giặc sát hại thì trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ, kết lại thành hình thần mã. Từ thi thể ông phát ra đạo hào quang, phi lên thân ngựa, đến Bảo Hà thì dừng lại, trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc, kết thành hình tứ linh chầu hội. Sau này, khi hiển linh, ông được giao quyền trấn giữ đất Lào Cai, ngự trong đền Bảo Hà. Ông nổi tiếng là một ông hoàng không chỉ giỏi kiếm cung mà còn rất ăn chơi, phong lưu. Khi thanh nhàn, ông ngả bàn đèn, uống trà Mạn Long Tỉnh, ngồi chơi tổ tôm, tam cúc, sóc đĩa, lúc nào cũng có thập nhị tiên nàng hầu cận. Mặc dù ăn chơi nức tiếng, nhưng ông lại luôn khuyên bảo nhân dân phải ăn ở có nhân có đức, tu dưỡng bản thân để lưu phúc cho con cháu. Ông Bảy là ông hoàng hay ngự về đồng. Hầu đồng ông Bảy đã thành nét văn hóa, nên chuyện ở đền Bảo Hà diễn ra cả chục cuộc hầu đồng một lúc là chuyện bình thường.
Thank you.